Hello, chào mừng các bạn đã đến với tựa game Dragon City. Mình là Sơn XT. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tham gia sự kiện leo tháp nha các bạn. Sự kiện leo tháp thì chiều nay 17 giờ sẽ ra. Kết thúc sự kiện lễ phục sinh thì sẽ ra sự kiện leo tháp. Để mình bật tiếng lên nha. Rồi què đâu, hình như mới mới cộng thức ăn lên cho mình ngày ba rồi. Ở đây có bán Legendary nè mà mình không có mua, bán vé mắc vé mình không mua để dành game. Sự kiện này sắp kết thúc rồi các bạn. Sự kiện lễ phục sinh này sắp kết thúc rồi. À, mình đang có thu được con đây. À, để thu hết luôn cho nó nhanh. Thu cái Dragon Magic được một game rồi đã. Rồi. Kéo que thu hết luôn nha. Các bạn nghe tiếng thu vàng đã không? Lên nào 43M các bạn. Trồng lại thức ăn nha. Vậy mà vẫn còn 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 con đó, đó là cha Vicky anh ơi. Cha Vicky anh dần dần lên 40. Recan tiếp. Rồi full con rồi các vào đi luôn nha. Như được 600. Thêm một con thỏ này. Này chắc không phải anh thả rồi. Ồ, đến đến chỗ 600 rồi. Mai chắc mở hôm nay nữa rồi hết. Hết đắt. Đây, hôm nay mình sẽ review cho các bạn con view lịch là làng quê các bạn. Rồng làng quê này nó có hệ bu mà đạo bu của mình hết rồi, để mình xây xây một cái đạo bu ra, đặt một cái đạo bu ra ngoài. Đảo đầu tiên hết của mình là đảo bu các bạn ạ. Hết chỗ. Này chỗ này. Nó chỗ này đây. Rồi. Chờ ra luôn nha. View lịch rất gần. Mãi tới bây giờ mình mới cho nó ra được các bạn. Dấu nó kỹ quá mà. Cái này 49 phút nữa là hoàn thành rồi. Này, rộng nó đây các bạn. Wow. Đẹp đấy. Thấy cái icon của nó là đẹp đấy. Violet là quê. Làng rồng nhé. Con này cách năm nha các bạn. Bu là click được mình xếp vào hệ của nó nha. Bu thì click được hệ legend. Đất thì click được hệ bóng tối với điện. Lá thì click được ánh sáng với nước. Kim loại thì click được đất với băng. Ồ, tính ra con này khá là ngon luôn các bạn ơi. Con này mấy hệ? 4 hệ mà click được 7 hệ.
khá là ngon luôn. Chỉ cái điều nó là cắt năm nên năng xeo nó không có mạnh bằng những con cắt chín. Nhưng mà cái hệ nó như thế này thì quá đẹp rồi. Rồi. Để coi thử dạng dạng hai của nó ra sao. Mình để nó dạng hai nha. Vừa vừa thôi, mình nhiều rồng quá không cần to lắm đâu. Sự kiện like còn một ngày nữa, mình like ra hai con mấy 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 con thỏ này các bạn, với một con đây nữa là tổng cộng mình đang có ba con à. Like 3 ngày mình được có ba con à, ít quá, like khá là hiếm. Rồi giờ mình đem nó đi đánh nha các bạn. Tem tem của mình. Để mình đem nó đánh vài trận này thôi. Review nó vài trận này thôi chứ mình sợ đánh nhiều quá nó lắc máy nó đứt mất cái video này các bạn. Rồi bow. Cấp 15, cấp 15 8200 bao nhiêu? 8250 máu là mạnh. À, 8275. Đây, 8275 máu là mạnh nha các bạn. Rồi, chiến. Cái mập. VIP này lên được 5 sao là hơi khó đấy. Giảm máu nó cái này 75. Rồi ra crit thử một cái nha, thử nên nó đánh hiệu ứng ra sao đây. Nó đánh nó cái dỗ hai cái chân của nó xuống đất cái rồi hết rồi ạ. À. Con này hiệu ứng icon thì đẹp nhưng mà hiệu ứng đánh thì không, mình thấy nó không có đẹp. Hồi giờ hiệu ứng đánh mà đẹp là mình thấy thích nhất là ở con Ibis cơ hở, con Ibis mà lửa 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 nó dậm cái chân lửa âm 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 thiệt đẹp luôn. Rồi cái kia đâu mất tiêu rồi. Cái đó để tí mình show show map cho các bạn xem nha các bạn. Múc nè. Nói chung là con này quấn nó cũng không quá chết. Ồ, chiêu mới mang gấp nhã mà cái chiêu Burelai luôn. Burelai mình cũng thích, nó đánh hơi nhanh. Đánh nhanh hơn cái chiêu Bure Energy. Energy nó cũng đam như nhau mà nó đánh lâu. Hello các bạn. Hồi nãy mình đang đánh Lan Nguyệt cái bạn của trong bang mình ở chat lên cái là nó lắc 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 sao vậy? Mất cái video luôn, video đang quay nó lạc trôi luôn. Đây, nên giờ mình phải quay lại đây. Bây giờ mình sẽ giới thiệu sự kiện mới nha. Trước tiên là mình xem thử là sẽ ra được con rồng gì mới không nha. Sự kiện mới này không biết là có con rồng gì mới không. Đây các bạn, mình chỉnh là đây là not owner, nghĩa là những con rồng mà mình chưa có, chưa thể sở hữu. Bây giờ mình kéo xuống danh sách cuối cùng thì sẽ ra những con rồng mới thôi. Rồi các bạn đợi tính nhé. Có mấy con heroic mình chưa có luôn các bạn. Nick mình thiếu 4, thiếu 6 con heroic. Bữa giờ mình có đổi được một vài off với một vài bạn trong bang. Dạ.
Ôi, nó chưa hiện luôn, chưa cập nhật luôn các bạn ạ. Hai cái trứng này là con rồng mới nè. Con này là trong bắt. Con này là sự kiện. Là chưa cá. Thôi được rồi, mình sẽ gửi cái sự kiện này giới thiệu luôn cho các bạn nha. Sự kiện chiều nay 17 giờ 5 giờ chiều sẽ bắt đầu diễn ra. Sự kiện mang tên là leo tháp nha các bạn. Leo tháp trong vòng 3 ngày, kết thúc sự kiện này sẽ đến cuộc đua Heroic nha. À, ảnh đâu rồi? Cái kia là cái video nãy mình quay kìa. Để mình gửi hết ảnh một lần luôn. Rồi xem nha. Mình cảm thấy nó lắc lắc sao á, ba ảnh, bốn ảnh, tới tới chỗ này rồi ta, bốn ảnh rồi, là cái ảnh này rồi, năm ảnh, sáu ảnh. Bài ảnh tám ảnh các bạn. Rồi rồi chúng ta cùng xem lại nhé. Nó lô một tí. Rồi mình nhấn quay lại một cái là nó mất cái ảnh ở dưới để nó hiện rõ hơn. Đây các bạn, cái ảnh đầu tiên mình giới thiệu cho các bạn là ảnh này. Đây. Ảnh này tức là sẽ có một cái quét. Cái quét con các bạn ạ. Đây quét con là đây là những phần thưởng của cái quét này. Được 100, 200, 300, 400, 500. 600 con các bạn, có nghĩa là ngang một lần thu. Ngang một lần thu con. Từ ngày 23 đến ngày 26 là ngang bù mình có một cái quét thêm được 600 con nha. Các bạn chăm đánh thì được 600 con. Còn đây là cái ảnh toàn map luôn các bạn. Ảnh toàn map này. Đó. Ảnh toàn map. Cái ảnh này thì nó nhỏ quá nên mình có những cái ảnh ảnh lớn hơn này. Người ta cắt á, cắt từng khúc á để người ta làm cho nó to lên á. Rồi bây giờ cái ảnh này mình giới thiệu trước. Sự kiện leo tháp lần này thì sẽ có tổng cộng là 4 con rồng. Một con, hai con, ba con, bốn con. Con này là con trên đỉnh nha. Và con này hình như mình chưa có nên có khả năng cao là mình sẽ đi làm con này. Và hình như con này mình cũng chưa có luôn. Mình sẽ làm con này. Còn con này là like được hay sao các bạn? Mà hình như mình có con này rồi. Nên là mình không làm con này. Là mình sẽ cố gắng làm hai con này. Và còn lại bao nhiêu con thì mình sẽ đi leo lên tháp. Nếu mà các bạn mà không có con bù á. Không có bù con như cái rương mình có trong rương á. Thì mình khuyên các bạn nên đi thẳng lên tới tới đỉnh tháp luôn đi. Bạn nào hơn thì ăn được thôi. Đây, sự kiện diễn ra từ ngày 23 đến ngày 26. Cái mức con ban đầu là 200. Cứ 8 giờ thu được 600 con, nghĩa là trong vòng 3 ngày thì bạn sẽ nhận được 5.600. Cộng với 600 con nữa các bạn hoàn thành full full cái quest thì các bạn sẽ có được 6.200 con cho đi để đi cho cái sự kiện này nha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đi nha. Đây,
Đây là cái bức ảnh zoom lớn đầu tiên. Thì ở đây những cái code này này có nghĩa là ví dụ như bạn đang đứng ở đây thì bạn quay cái cần quay á, bạn gạt cái cần quay nó sẽ chọn ngẫu nhiên từ 1 đến 3. Bạn đầu tiên là bạn sẽ quay một cái bập là bạn được ba nước, bạn đi ba nước này, một này, hai này, ba này, sẽ lượm được một mảnh của con này. Bạn sẽ đi được ba nước, sau đó các bạn cứ quay, bạn đang ở tầng này thì bạn quay mất 25 con. Nếu bạn lên tầng trên này thì bạn quay mất 50 con. Tương tự cho những tầng trên cao nha các bạn. Nếu bạn đang ở cái tầng này thì mất 75 con nha. Thì cái đường đi như thế nào? Cái đường đi từ đầu, từ từ dưới chân lên đỉnh map thì mình xin hướng dẫn các bạn như đi như thế này nha. Đây, các bạn đi theo đường này. Lên tầng 2. Đi thẳng qua đây luôn. Lên thẳng. Qua. Lên. Qua. Lên. Lên đây nha. Hoặc là các bạn cũng có thể đi ở khúc này cũng được. Rồi bạn cua qua. Bạn cua lên. Nói chung là đi ở sát mép bên này thì nó lợi nước hơn. Đó nha các bạn. Rồi tiếp theo ở cái tầng trên. Tầng trên này các bạn. Hồi nãy mình đang đứng ở cái chỗ mép này nè. Mép này này. Đó là mình cua lên tầng trên. Cua lên tầng trên. Thì mình đi đâu? Mình đi lên. Mình lách qua bên đây luôn. Lách qua bên đây. Nếu bạn nào chưa có con này thì chạy xuống làm con này. Đó, lách qua. Lách qua bên này nha. Nè mình đi chậm lại nè. Đó. Lách qua. Thẳng lên. Lách qua. Lên tiếp. Ngang qua đây. Tới đây tạm dừng nha, để mình coi cái khúc trên nó ra sao. Khúc trên. Rồi, nghĩa là phải đi. Rồi, thấy rồi, phải chỉ bộ rồi. Nãy mình đang đứng. Hồi nãy mình đang đứng đây đúng không? Được chưa? Thẳng lên. Where Mimi là 200 con. Rồi chạy tiếp. Thấy rồi. Nếu mà các bạn đang đứng đây, bạn lên đây nha. Còn nếu nếu mà bạn quay ra được 1, 2 thì bạn lượm con. Hoặc bạn đang đứng đây 1, 2, 3 thì bạn lượm con. Rồi bạn quay ra đây nè. Bạn đi tiếp. Nha các bạn. Còn không á, thì ví dụ 1, 2 thì bạn đi lên thẳng đây luôn. Lên thẳng lên trên luôn nè. Nó lên thẳng lên trên là hồi nãy đang đứng đây nè. Lên thẳng lên trên nè. Có phải không? Này cách cách tường ở một ô này này lên thẳng lên trên là mình đang đứng đây này, đâm thẳng lên, đâm thẳng lên qua trái, lên thẳng qua qua trái, lên chui vô cái đường ống này nè. Đó rồi tiếp theo, nãy em đang ở cái đường ống đó là mình đang ở đây này các bạn, mình lên rồi mình vô vô cái ngã này nè, mình cua xuống. Cua xuống. Cua xuống là quay bức hình cũ nè. Cua xuống là mình chạy mình đụng ở đây. Chạy mình đụng ở đây nha. Đụng ở đây là cái cần đẩy, nó sẽ đẩy mình lên, đẩy cái con của mình đi lên thẳng thẳng này. Đó, nó tiếp tục nó đẩy cho mình lên tiếp tới chỗ này là nó dừng lại. Nó không cho mình lên tầng trên. Rồi mình phải vô mình gặp này là nó đẩy con mình xuống phía dưới này. Là mình đang đứng đây. Rồi mình đi tiếp. Đi lại cái cần đẩy này nè. Các bạn thấy không? Đó. Có nghĩa là khi các bạn cái cần đẩy vào như các bạn đang đứng chỗ, bạn đang đứng nãy cần đẩy kia đứng chỗ này. Cái là cần đẩy xuống. Đẩy các bạn đứng xuống. Sau khi xuống xong bạn chạy qua đây. Bạn vô cái chỗ này là nó đẩy bạn lên nữa. Là nó sẽ đẩy bạn lên tới trên này. Là tầng cuối.
đó các bạn. Đằng cuối giờ mình xem cái ảnh toàn map thì mình dễ dễ phân biệt cái đằng cuối hơn. Đây cái đằng cuối này, đằng cuối này là đi như thế này đó. What? Đã mất tiêu rồi. Nói chung là đi như thế nha các bạn. Mình sẽ tự nhiên mình đang hướng dẫn mà nó nhảy mất rồi. Sự kiện này không biết có những cái con kia là những con cũ hay mới nữa mà thay mình thấy nó cũ cũ quá các bạn. Rồi, mình sẽ dừng video đây nha. Mở cái rương bang. Mấy mảnh vulcan? 10 mảnh vulcan. 9 mảnh mơ tết. Thôi tạm biệt các bạn nha. Nếu các bạn thấy hay đừng quên like, share, comment và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tạm biệt các bạn.